Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. CC thấy làm video để review về các sản phẩm mà CC mua được cho các bạn thì thật sự rất ít người xem, tại vì các bạn đó không có nhu cầu. Cho nên là CC sẽ chụp lại hình những cái sản phẩm mình có ở trong tay và sau đó CC làm video như vậy. Rồi CC đăng lên cho các bạn nào mà cần những cái sản phẩm của CC là liên quan tới thực phẩm, mỹ phẩm, làm đẹp. Thì CC sẽ đăng lên cho các bạn xem. Và đây là số phone của anh Sa. Mỗi một ngày CC chỉ cho anh Sa 2 tiếng đồng hồ. Và CC nhận order từ ở anh. Và những cái gì mà ai thắc mắc hỏi anh Sa thì anh Sa sẽ hỏi CC. Tại vì thật sự ra quá nhiều câu chuyện các bạn gửi cho CC. Người thì muốn tâm sự, người thì cũng đã gửi rồi mà chờ hoài không thấy CC đăng. Họ trách CC rất là nhiều. Cho nên là đối với CC đó, làm YouTube là niềm vui và chính nữa. Và CC kiếm ra tiền từ ở YouTube nữa. Cho nên mong các bạn hãy thông cảm. CC rảnh rỗi lắm thì CC sẽ review cái sản phẩm đó. Còn nếu như mà không rảnh rỗi thì bạn cứ vào đây xem. CC có tổng cộng là 700 món hàng lận. Thì CC sẽ đăng từ từ chứ đăng một lúc thì không cách nào mà đăng kịp. Các bạn gửi cho anh Sa và sau đó thì anh Sa sẽ gửi cho CC và hỏi cái công dụng của cái món hàng đó như thế nào. Sau đó sẽ gửi lại cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích, các bạn muốn mua thì các bạn thanh toán tiền ở bên anh Sa và CC gửi về. Tất cả chúng ta hãy dồn vào một mình anh Sa đi, mỗi một ngày 2 tiếng đồng hồ. Chứ các bạn gửi và các bạn hỏi ở nhiều nơi quá. Tại vì CC có 3 kênh thì CC phải đăng hết 3 kênh. Đã vậy còn mấy kênh Facebook nữa. Cho nên là bây giờ nó nhiều lắm, CC không có đi tìm kiếm các bạn được hết để trả lời cho các bạn được. Tất cả hãy dồn vào cho anh Sa và nhờ anh Sa. Thắc mắc bất kỳ điều gì cũng hỏi anh Sa và anh Sa sẽ gom lại mỗi một ngày. Trò chuyện với CC 2 giờ đồng hồ, CC sẽ trả lời hết tất cả những gì cho anh Sa và anh Sa sẽ trực tiếp trò chuyện với các bạn hoặc là gửi những cái gì đó CC muốn gửi đến cho các bạn. Mong các bạn hãy thông cảm nha. Các bạn có thể vào website để xem. Ở trong đó CC đăng được hơn 200 món rồi. Mỗi ngày CC đăng một ít ha. Bây giờ dành thời gian cho các câu chuyện kể nè. Nhiều lắm rồi, nhiều lắm luôn đó các bạn. Không biết kể tới bao giờ mới hết. Tối nay có một câu chuyện hay lắm. Cái chị này chỉ bị bệnh trầm cảm. Chỉ kể cho CC nghe về cuộc đời của chị đó. Trời ơi, các bạn có tin không? Xuất quỷ nhập thần luôn. CC nghe mà sởn hết da gà lên luôn. Hy vọng tối nay sẽ làm xong video đó để gửi đến cả nhà. Dài lắm. Cho nên chắc có thể phải chia ra làm 2 tập. Mà mỗi một tập là dài cả tiếng đồng hồ. Ha. Bây giờ thì CC để nhạc cho cả nhà nghe nha.